Từ vùng đất phong phú của Việt Nam, Vietsern Breakfast mang đến sản phẩm yến xào cao cấp cho thị trường Úc. Yến hủ chân đường, yến hủ chân đông trùng hạ thảo và tổ yến nguyên chất. Sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất với chứng nhận HACCP ISO 22000-2018 và giấy phép nhập khẩu chính ngạch từ Bộ Nông nghiệp Úc, cam kết chất lượng và an toàn, sản phẩm Vietsern Breakfast sẵn sàng chinh phục thị trường Úc. Chú trọng đến từng chi tiết, đảm bảo sản phẩm an toàn, sạch và dinh dưỡng. Chúng tôi đang cần hợp tác với các bạn. Vietsern Breakfast đem đến sức khỏe và phồn vinh từ thiên nhiên. Hãy trở thành đối tác của chúng tôi ngay hôm nay. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024. Và kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay chúng tôi rất tiếc khi phải bắt đầu với một tin tức vô cùng đáng buồn đối với cộng đồng người Việt, đặc biệt sinh sống tại Sydney, khi mà vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày hôm qua, một phụ nữ đã ngã xuống trạm xe lửa tại Spongebob để mà nhặt một cái món đồ gì đó. Và không may, ngay sau đó thì xe lửa đã trở tới cán phải người phụ nữ này. Mặc dù lực lượng ambulance đã có mặt và cũng đã được chuyên chở vào bệnh viện St. George vào khoảng 1 tiếng đồng hồ sau. Tuy nhiên, thông tin từ cảnh sát cho biết sáng ngày hôm nay, người phụ nữ đã qua đời tại bệnh viện. Và chúng tôi càng đau đớn hơn khi mà hãng tin news.com.au vào trưa ngày hôm nay đã xác nhận danh tính của nạn nhân xấu số này. Đó là một du khách đến từ Việt Nam có tên gọi là Tuyết Nguyễn, 52 tuổi. Hiện nay thì chúng tôi chỉ mới có được những thông tin này. Chúng tôi không biết là gia đình của cô Tuyết Nguyễn này sinh sống ở đâu, nhưng chắc chắn là cũng xung quanh những khu vực mà cộng đồng người Việt chúng ta sinh sống rất đông, có thể là tại Pen Sound. Và chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu xem tình trạng của người phụ nữ này có cần hỗ trợ gì không để có thể thông báo đến cho tất cả cộng đồng của chúng ta trên toàn quốc Úc Châu. Và trở lại những cái thông tin thông thường của chương trình Điểm báo, một trong những cái vấn nạn đang gây rất nhiều sự quan tâm của chính phủ các cấp đó là tình trạng bạo hành trong gia đình. Mà tại Sydney, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có 4 nạn nhân tử vong vì tình trạng này. Thứ nhất là vào ngày 7 tháng 7, một người cha 28 tuổi đã ngăn chặn không cho những đứa con của mình thoát ra khỏi căn nhà bị hỏa hoạn, khiến cho 3 đứa trẻ tử vong. Bước sang Chủ nhật ngày 8 tháng 7, thì một người phụ nữ cũng ở Sydney đã bị bạn trai 21 tuổi đâm đến chết. Với những thông tin chấn động này thì chính phủ Albanese ngày hôm nay cũng đã loan báo là sẽ xây dựng 720 nơi cư trú cho những nạn nhân là bạo hành của gia đình, đặc biệt là cho phụ nữ và trẻ em. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhân cái vụ việc này mà phe đối lập lại được dịp để mà tấn công chính phủ lao động của Thủ tướng Albanese, khi mà chính phủ lao động cũng đã cam kết chi gần 170 triệu đô la để gia tăng thêm 500 nhân viên tham gia các cái lực lượng hỗ trợ nạn nhân của bạo hành gia đình. Thế nhưng mà đến nay thì mới chỉ có được khoảng hơn 100 nhân viên mới được tuyển dụng ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Còn trong khi đó thì liên quan đến vấn đề bài Do Thái, liên quan đến cuộc chiến ở dải Gaza, thì Thủ tướng Albanese cũng vừa được cộng đồng người Do Thái ở Úc hoan nghênh khi ông đã bổ nhiệm một luật sư và là nữ doanh nhân tên là Gillian Sewell Ayo làm đặc phái viên chống lại chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc. Và phát biểu khi tuyên bố bổ nhiệm thì ông Albanese cho rằng là chủ nghĩa bài Do Thái đã gia tăng đáng kể Úc kể từ khi lực lượng Hamas của người Palestine tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái và gây ra cái cuộc chiến do Israel đánh trả lại vào dải Gaza và kéo dài cho tới nay. Và đó là lý do tại sao mà chính phủ đã phải bổ nhiệm một đặc phái viên chuyên để phụ trách về vấn đề chống lại chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc. Theo Thủ tướng thì nữ luật sư Cillian Segal có rất nhiều kinh nghiệm. Bà cũng là một thành viên trong cộng đồng người Do Thái ở Sydney, làm việc trong cộng đồng doanh nghiệp và nay sẽ tham gia hỗ trợ chính phủ trong vấn đề mới này. Đặc phái viên sẽ có nhiệm vụ là cung cấp cho chính phủ liên bang những cái nghiên cứu, bằng chứng hay là đưa ra những cái lời khuyên để cung cấp thông tin cho việc mà chính phủ sẽ có những cái chính sách có mục tiêu và phối hợp nhằm chống lại cái chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc, đồng thời cũng giúp chống lại những tác hại hay là cái sự chia rẽ trong xã hội Úc.
Và nhân dịp này thì Thủ tướng cũng khẳng định lại một lần nữa quan điểm của chính phủ lao động là luôn phản đối hành động tấn công của Hamas vào Israel, đồng thời cũng kêu gọi Hamas phải trả tự do cho các con tin, kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza và cũng ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Chính phủ cũng phản đối các phần tử cực đoan nhắm mục tiêu đặc biệt là vào các doanh nghiệp của người Do Thái điều hành ở Úc Châu, trong đó có cả các cái trường học. Và các hành vi mà bài Do Thái ở Úc đã trở nên phổ biến kể từ năm ngoái và tiếp tục kéo dài cho tới thời gian hiện nay. Đặc biệt trong đó có rất nhiều các cuộc biểu tình cắm trại ở các trường đại học lớn. Ngoài ra còn có các cuộc biểu tình thường xuyên diễn ra ở các thành phố lớn vào mỗi cuối tuần. Hay là các cái doanh nghiệp mà do người Do Thái điều hành thì đã bị những người ủng hộ Palestine là kêu gọi tẩy chay. Do vậy mà cũng ảnh hưởng rất lớn đến công việc kinh doanh của họ. Trong khi đó thì ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp ông Mark Crayford đã có một bài phát biểu trước câu lạc bộ báo chí quốc gia tại Canberra. Trong bài phát biểu này, ông đã nêu bật lên một cái yếu tố, đó là Úc Châu đã trở thành thiên đường của những ai muốn rửa tiền thông qua những cái hoạt động xuyên suốt nhiều năm vừa qua. Và cũng theo lời Bộ trưởng Mark Crayford thì những người làm những công việc đặc biệt là liên quan đến địa ốc hoặc là luật sư hoặc là kế toán gia, đó là những kênh mà các bọn những kẻ tội phạm thường sử dụng để có thể rửa một khoản tiền lớn thông qua việc mua bất động sản tại nước Úc. Và cũng chính vì vậy mà ông Mark Crayford đã lên tiếng chỉ trích chính phủ liên đảng tiền nhiệm Scott Morrison là đã không làm gì trong suốt thời gian liên đảng nắm quyền để hạn chế những cái biện pháp này. Và do đó, sau khi chính phủ Albanese nắm chính quyền vào năm 2022, thì vào năm ngoái 2023, chính phủ cũng đã đưa ra một cái ngân khoản tài trợ trị giá 166 triệu đô la cho tổ chức Austrac, là tổ chức chuyên về chống rửa tiền, để có những cái biện pháp nhằm đưa những cái dự luật về rửa tiền của nước Úc ngang bằng với các quốc gia khác trên thế giới. Hiện nay những cải cách cũng đã được yêu cầu một cách khá là cụ thể. Qua đó các luật sư, các kế toán gia, các nhà cung cấp dịch vụ, các quỹ tín thác và cũng như các nhà địa ốc, tất cả đều có nhiệm vụ phải báo cáo với cơ quan Austrac về tất cả những hành vi nào đáng ngờ nếu những cái dịch vụ hoặc là những cái khách hàng của họ sử dụng hoặc là mua bán bất động sản với số tiền quá lớn mà không kê báo. Và một lần nữa thì ông Mark Crayford cũng đã cho biết Úc là một địa điểm rất là hấp dẫn và cũng đã thu được rất nhiều tiền từ tội phạm nước ngoài. Và kể từ năm 2015, mặc dù chính phủ tiền nhiệm vào thời điểm đó cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm hành động tài chánh cũng như là giám sát các hoạt động này. Tuy nhiên, những cái hiệu quả thì nó không đạt được. Bước sang năm 2016, một lần nữa những cái phát hiện sai sót cũng đã được các chuyên gia trích dẫn. Và năm 2017, một cái sự kiện đỉnh điểm đó là sau khi ngân hàng Westpac đã vi phạm quy định chống rửa tiền với khoảng 23 triệu lần. Thế nhưng chính phủ Morrison vẫn không có hành động gì. Và tất cả những cái sự lỏng lẻo này, những cái lỗ hổng pháp luật này càng biến nước Úc thành nơi rửa tiền an toàn cho các tội phạm. Tuy nhiên chính phủ Albanese hiện nay kiên quyết là sẽ làm việc chặt chẽ hơn với các cơ quan để chống lại vấn nạn này, đặc biệt là theo lời giám đốc điều hành của cơ quan Austrac là ông Brandon Thomas, thì ông cũng cho biết là nước Úc đang thiếu những cái khung pháp lý và Austrac hiện nay đang cùng với các chuyên gia thực hiện những cái khung pháp lý này để trong tương lai tất cả các khoản đầu tư từ nước ngoài đến Úc đều phải vượt qua những cái khung pháp lý thì mới được quyền đầu tư. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực nhân sự thì cơ quan dịch vụ Service New South Wales chuẩn bị tiến hành tái cơ cấu, cắt giảm hàng trăm nhân sự. Và đây là lĩnh vực đầu tiên của khu vực công của tiểu bang New South Wales được thực hiện tái cơ cấu như một phần trong cái cam kết bầu cử mà thủ hiến Chris Min đưa ra trong năm ngoái nhằm cắt giảm số việc làm trong lĩnh vực công để mà tiết kiệm chi phí. Cơ quan Service New South Wales thì chịu trách nhiệm giải quyết mọi việc trực tiếp liên quan tới người dân, từ như là đăng ký xe ô tô, cấp giấy phép lái xe, giấy khai sinh, khai tử hay là chuyển chỗ ở, kết hôn, cho đến việc mà cung cấp hỗ trợ người dân trong các cái vụ cháy rừng, lũ lụt hay hạn hán. Và đây cũng là nơi mà sử dụng số lao động được cho là đông đảo nhất. Hiện nay đang có 5.000 người làm việc trong tổng số lực lượng trong lĩnh vực công của tiểu bang là 453.000 người.
Tuy nhiên, thông tin cắt giảm nhân sự đã dấy lên cái sự tức giận trong nhân viên về việc mà chính phủ thì giữ bí mật về kế hoạch này, cùng với lo ngại trong công chúng rằng nếu mà cơ quan Service New South Wales mà thiếu nhân viên, thì do vậy mà khi mà họ cần đến các cái văn phòng để giải quyết hay là gọi điện thoại đến cơ quan này sẽ phải chờ đợi rất lâu. Đối với các nhân viên thì phải đến tháng 11 thì họ mới biết là vị trí nào sẽ bị cho thôi việc. Nhưng mà các tài liệu do gì từ chính phủ mà trang news.com đã đều có được thì cũng cho thấy là sẽ có hàng trăm vị trí sẽ bị cho nghỉ việc vào cuối năm nay ở các bộ phận như quản lý an ninh mạng, dịch vụ kỹ thuật số và thậm chí cả các cái trung tâm liên hệ khách hàng. Mặc dù hôm thứ Hai thì người phát ngôn của cơ quan này cũng khẳng định là việc cắt giảm chủ yếu liên quan đến các nhà thầu hay là các cái hợp đồng ngắn hạn. Và một tài liệu nội bộ khác cũng cho thấy là cái bộ phận dự án quan hệ đối tác và thông tin chuyên sâu là PPI, nơi quản lý các chương trình khắc phục thảm họa thiên tai, sẽ bị cắt giảm tới 166 vị trí và 22 người có hợp đồng tạm thời. Và Tổng Thư ký Hiệp hội Dịch vụ Công là ông Stuart Little cũng đã chỉ trích cái sự bí mật này của chính phủ New South Wales và cáo buộc Bộ trưởng Ngân khố Daniel Mackey cũng đã thất hứa khi mà chỉ vài tháng trước đây Bộ trưởng cũng đã cam kết rằng là sẽ không có ai trong lĩnh vực công bị mất việc làm. Theo ông Little thì Service New South Wales thì rất quan trọng, hiện nay đang hiện diện ở mọi khu vực cộng đồng trên khắp tiểu bang. Và nay cắt giảm nhân sự thì chắc chắn là sẽ tác động ảnh hưởng tới người dân, nhất là trong những trường hợp mà các cái khu vực mà xảy ra lũ lụt hay thiên tai. Chẳng hạn như ông lấy ví dụ là nếu một gia đình mà bị cháy rừng lan tới, họ bị mất tất cả, thì việc đầu tiên là họ sẽ phải tìm đến cơ quan Service New South Wales để mà nhận các cái khoản trợ cấp và nhận các cái bản sao tài liệu cần thiết để làm lại các cái giấy tờ đã mất do bị cháy nhà. Tuy nhiên, chính phủ lại khẳng định là cái bộ phận PPI chủ yếu là giám sát việc triển khai một cái số những cái biện pháp hỗ trợ trong cái thời đại dịch COVID-19. Nay đợi đại dịch thì cũng không còn nữa, do vậy mà số nhân viên trong cái bộ phận này thì cũng không cần phải giữ nhiều như vậy nữa. Còn để trấn an công chúng thì người phát ngôn của Bộ Dịch vụ Khách hàng cũng cho biết là tất cả 117 văn phòng của Service New South Wales vẫn sẽ mở cửa hoạt động, tức là sẽ không có văn phòng nào bị đóng cửa, mặc dù là nhân sự sẽ giảm hạ. Vâng, xin thưa quý vị, không cần phải đóng cửa những cái chi nhánh này, chỉ cần giảm hạ nhân sự thôi thì người dân cũng sẽ bị thiệt thòi, có nghĩa là các dịch vụ đối với người dân nó sẽ bị chậm trễ hơn. Và điều này cũng có nghĩa là những cái cơ hội, những cái dịp mà chúng ta được nhận được những cái khoản tiền hỗ trợ như là hỗ trợ lũ lụt vào tháng 7 năm 2022, khi mỗi người lớn có được 1.000 đô la và trẻ em có được 400 đô la. Vào thời điểm đó, chúng ta chỉ cần gọi điện thoại và trong vòng vài phút sau, số tiền đã được chuyển vào tài khoản. Nhưng với sự giảm hạ nhân viên này thì những dịch vụ không thể nhanh như thế được. Ngoài ra thì như cam kết bầu cử của Thủ hiến Chris Minh là với gần nửa triệu nhân viên chính phủ, thì chính phủ đang có ý định là sẽ sa thải từ 10 đến 15% để tái cơ cấu nhằm giảm hạ chi phí về lương bổng cho lực lượng công. Và điều này có nghĩa không những chỉ là Service New South Wales phải cắt giảm số nhân lượng hoặc là số lượng nhân viên của họ, mà những cái dịch vụ công khác cũng sẽ lần lượt phải giảm hạ nhân viên. Nhưng mà ở New South Wales thì chúng ta có thể nhìn thấy tất cả các dịch vụ công, bao gồm bệnh viện, bao gồm trường học, bao gồm cảnh sát, hầu như đều đang trong tình trạng quá tải. Và nếu mà giảm nhân viên thì làm sao mà họ chu toàn được trách nhiệm. Và kính thưa quý vị, trong khi đó thì trong đời sống hàng ngày, cuộc sống khó khăn một lần nữa đã được xác nhận bởi những một cái tổ chức từ thiện có tên gọi là Good 360 Australian. Qua cái tổ chức từ thiện này, chúng ta thấy được một cái thông tin rất là đau lòng khi mà 4 triệu người Úc hiện nay đang phải tiết kiệm tối đa, kể cả những cái nhu cầu vệ sinh căn bản cũng không thể thực hiện được bởi vì họ không đủ tài chánh. Thay vào đó, họ chỉ có khả năng sử dụng những cái tài khoản tài chánh eo hẹp này để mua thức ăn hoặc là để trả tiền thuê nhà. Và thông tin cho thấy là những người phụ nữ thậm chí là đã bỏ qua việc mua băng vệ sinh hoặc là mua những cái loại nước tẩy rửa, thậm chí là cũng không mua dầu gội đầu bởi vì quá khó khăn. Và đây là tình trạng mà các chuyên gia gọi là một tình trạng nghèo nàn về vệ sinh. Và thông thường đây là những dấu hiệu báo trước tình trạng nghèo đói về lương thực và về nhiên liệu
trong những ngày sắp tới. Bởi vì sau khi đã cắt hết tất cả những sản phẩm vệ sinh, nếu vẫn không tiếp tục đủ tiền thì lại cắt giảm khẩu phần ăn, cắt giảm đi nguồn lương thực từng ngày. Và đó là những điều đang có nguy cơ xảy ra tại nước Úc. Và cũng theo tổ chức từ thiện Good 360 Australian thì những người trẻ tuổi là thành phần đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Và trong số các tiểu bang và lãnh thổ thì tiểu bang New South Wales và tiểu bang Nam Úc là có đông người bị ảnh hưởng nhất. Điều này cũng dễ hiểu là bởi vì New South Wales hiện nay là nơi sinh sống đắt đỏ nhất. Vì vậy người dân tại New South Wales là những người đã buộc phải thắt lưng buộc bụng hàng ngày để mà hạ giảm chi tiêu. Và cũng tại New South Wales và Nam Úc, rất nhiều gia đình thậm chí là không thể cho con đi nhà trẻ, lý do là bởi vì họ không có tiền mua tã lót cho con em của mình. Và 14% những người tham gia cuộc khảo sát này cho biết là lần đầu tiên họ đã gặp và đã trải qua những khó khăn như thế, trong khi trước đó họ vẫn là những người có công ăn việc làm và có một cuộc sống rất bình thường. Và đây là những dấu hiệu vô cùng đáng lo ngại cho sinh hoạt kinh tế tại nước Úc. Vâng, thông tin này quá là đáng ngại, bởi vì những cái sản phẩm giữ gìn vệ sinh như vậy thực ra có giá rất là rẻ, chỉ vài đô la thôi, nhưng mà họ cũng không đủ khả năng có nghĩa trả. Là họ phải đưa cái danh sách và họ phải gạch bỏ những cái gì họ có thể gạch bỏ, chỉ chi cho những khoản cần thiết mà thôi. Vâng. Và sản phẩm vệ sinh hiện nay được cho là không cần thiết. Vâng. Và nhất là trong bối cảnh mùa đông thì dịch bệnh đang rất nhiều, dịch cúm và Covid vẫn hành hành, mà lại thiếu những cái thiết bị như là rửa tay sát khuẩn như vậy thì cũng rất đáng lo ngại. Còn thưa quý vị và các bạn, trong cuộc khủng hoảng thuê nhà mà chưa đến bao giờ mới chấm dứt hiện nay thì có một tổ chức phi lợi nhuận tên là Nightingale cũng cho rằng là họ đã tìm ra một giải pháp và đang đem lại niềm hy vọng cung cấp những cái căn nhà cho thuê giá cả phải chăng cho hàng triệu người. Tổ chức này đã xây được một khu chung cư gồm 54 căn hộ chỉ dành cho người thuê nhà tại khu Marrickville ở phía tây Sydney với giá thuê chỉ là 440 đô la mỗi tuần. Bao gồm mọi hóa đơn, tức là cả tiền điện, tiền nước và tiền Internet. Mức thuê ở đây được cho là thấp hơn mức thị trường ở khu vực này lên tới 20%. Và đặc biệt là đi kèm với sự đảm bảo là không tăng giá thuê nhà trong một thời gian dài. Và đối với nhiều người thuê được những cái căn hộ ở đây thì cảm thấy rất là may mắn, vì thay vì trước đây họ phải trả trung bình là 700 đô la mỗi tuần, thì nay họ chỉ phải trả 440 đô la mỗi tuần và không phải trả thêm bất cứ cái chi phí nào nữa. Lại được ở một căn hộ mới toanh. Thực tế thì do nhu cầu cao và đây là dự án đầu tiên rất là hiếm nên không phải ai muốn thuê cũng được, mà công ty cũng đã phải tiến hành là bốc thăm, gấp thăm trúng thưởng như một hình thức xổ số. Và rất nhiều người đang muốn mô hình của tổ chức Nightingale được nhân rộng và cũng cho rằng là khá hiệu quả để mà giảm hạ cuộc khủng hoảng tiền thuê nhà hiện nay. Và tổ chức này thì ra đời từ một nhóm kiến trúc sư có trụ sở tại Melbourne cũng quá bất bình trước cái tình trạng mà thiếu nhà cho thuê hiện nay ở Úc. Và tổ chức này hiện nay đang đứng đằng sau 17 dự án xây dựng phi lợi nhuận để giúp mọi người có thể mua được nhà với giá cả phải chăng. Và với phương châm là để cư dân tận dụng được không gian chung thì mỗi chung cư hay mỗi căn hộ trong chung cư chỉ xây một phòng tắm, thiết kế tối giản, ít nhất là cũng có mát mẻ, thông gió và đủ tiêu chuẩn để mà sống. Khu chung cư ở Marrickville là lần đầu tiên tổ chức bước vào lĩnh vực cho thuê. Và tổ chức này nhờ hạ giảm được cái giá cho thuê, như là cũng nhờ thuê được cái mảnh đất xây dựng là từ một cái tổ chức nhà thờ ở khu vực này, chỉ với cam kết là đưa cái mảnh đất đó vào sử dụng có ý nghĩa. Tuy nhiên, những cái dự án xây để cho thuê như vậy tạo ra lợi nhuận rất là thấp. Do vậy mà tổ chức này không nghĩ rằng là sẽ có nhiều công ty tư nhân trên thị trường là sẵn sàng tham gia cái mô hình này. Nhưng nếu có sự tham gia của chính phủ thì cái mô hình này có thể dễ thực hiện hơn. Vâng. Thì một tổ chức tư nhân có thể làm, tại sao chính phủ không có thể làm? Vâng. Chắc chắn là các cơ quan truyền thông sẽ lại phanh phui và sẽ đưa những cái tin này lên mặt tin hàng đầu để chính phủ New South Wales phải có được một cái bài học. Vâng. Tức là họ chấp nhận cái lợi nhuận thấp hơn. Vâng. Và kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi, Kim Hòa và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi tối ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Kim Hòa xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 8 giờ tối nay trong phần điểm báo thế giới. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.